sao lại cục lủng cô? Khi nào ta? Số 2, câu số 2. À, đây nè, tới chỗ đây nè. Ở đây sao Tôi cục ngủ mọi người? Nó phải có cái ngữ pháp nối nào giữa câu nữa chứ. Mọi người thấy nè, cái đuôi của mình là gì? Tho, tho un, cocktail. Tho, tho un, cocktail. Đây là dạng đuôi gì? Câu phỏng đoán. Có lẽ là sẽ còn nóng hơn nữa, đúng không? Có lẽ là sẽ còn nóng hơn nữa. Vậy thì phía trước mình phải sử dụng ngữ pháp nào mà phía sau mình phỏng đoán mọi người? Ai do so được không? Vì không những là nhiệt độ ta cao mà độ ẩm nó cũng cao nữa, cho nên có lẽ là sẽ còn nóng hơn nữa. Ok không? Được nè. Còn không xài umion được không? Ngữ pháp umion đưa vào được không? Nếu như mà cả nhiệt độ và độ ẩm nó đều tăng, nó đều cao, thì có lẽ là sẽ còn nóng hơn nữa. Ngữ pháp nào cũng được. Chỗ này dùng nó bị T thiếu được ngữ không pháp rồi, cô? mình đưa vô. À, quan trọng cái gì? Dùng T được không cô? Khi vô T là gì? Sử dụng T T là gì mới được? T T là khi vô T cô, run Indian te hả? Indian cô. te hả? Indian te là khi mà không những nhiệt độ cao mà độ ẩm cao thì có lẽ là. Ủa tại sao xài cái ngữ pháp khi đó ta? Lý do xài indian te đó. Cái gì mà Indian T te sử dụng trong trường hợp nào? Đâu phải cái nào mình muốn đưa vô là đưa. Indian te là khi các bạn muốn nói lên là trong một cái thời điểm, một cái cột mốc thời gian nào đó thì cái việc gì đó nó xảy ra, hiểu không? Cho nên thường cái câu của mình là kiểu câu trần thuật, chứ sao phía sau mà mình đưa cái câu phỏng đoán. Mặc dù mình đưa vô mình thấy cái nghĩa tiếng Việt nó không có cái gì gọi là quá sai, nhưng mà mình đặt câu cảm thấy không ổn, tại vì cái đuôi câu của mình nó là đuôi câu phỏng đoán mà. Mọi người nên nhớ đây là đuôi câu hẳn hoi, là một đuôi câu phỏng đoán luôn. Vậy thì cái ngữ pháp nào phù hợp với đuôi câu phỏng đoán nhất? Ở đây mình sẽ thấy đó là ngữ pháp giả định. Mà ngữ pháp giả định nó phải là ưu nhân mọi người nha. Ưu nhân nè, tham nhân được nè, được chưa nè? Tham nhân được nè, ưu nhân được nè, ai so được nè đó. À, kiểu như vậy đó, những cái ngữ pháp mà mình kiểu nguyên nhân lý do được nè, ai so unica được nè. Còn cái ơn rin te là thấy không ổn nha, không ổn lắm, mà không ổn lắm tại vì nó không có phù hợp lắm á. Còn cái nin tê hả, muốn xài cái nin tê hả? Nin tê còn 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 giữ nữa. Nin tê sử dụng trong những bối cảnh trường hợp nào rồi? Bữa đã nói rồi, nin tê mặc dù nó rất đa nghĩa nhưng phải nhớ rằng nin tê đưa vào câu này thì nó thuộc nhóm nghĩa nào, nó thuộc nhóm nghĩa nào thì mới được xài. Còn nếu mà nó khơi khơi không có nhóm nghĩa nào hết, có nghĩa là nó không có thuộc một cái bối cảnh nào hết, vậy thì không nên xài, không nên xài. Mặc dù nin tê có cái nghĩa là vì nên, mọi người hiểu không? Mặc dù nó có cái nghĩa là vì nên, nhưng mà nó dùng để trong trường hợp nào? Giải thích bối cảnh lý do, giải thích cho một cái bối cảnh, một cái hoàn cảnh nha. Cho nên là mình phải cẩn thận nha, không phải là cái nào mình muốn đưa vô là mình dịch nghĩa tiếng Việt á mình cảm thấy ổn, nó không được nha. Ừ. Câu số 2 theo ngữ pháp và mọi người ơi. Câu số 3. Câu số 3 ở đây là mình chia ở đuôi câu luôn nha, là mình sẽ tự chia ở đuôi câu luôn nha. Ở đây là nghe dung nghi cảm tung chốc kinh, cảm tung chốc kinh, ở đây bạn ghi là cảm tung chốc y option sinh. Unman anida be u til re yon ki to choa sao. Có nghĩa là bạn để hai cái phương án ở đây á hả? Ôi, giúp cái nhỏ nhỏ có màn hình này lại.
Tao nghi nó lại nghi là chia cái nào, cái trên hay cái dưới? Ok, nghe rồi. Lý do mình chia ở dưới là gì vậy? Nên chia quá khứ hả? Có ai có ý kiến khác không? Có ai chia khác không mọi người ơi? Ừ, có ai chia khác không? Có cô Sao tầng tầng chia sao? em chia là cảm Cảm. tung chốc cái in không in rồi em thêm vô là cái chữ đó Này hả? Cảm tung chất được cái giống gì? như tay tay nó đúng rồi cô em chọn em giống như bạn tay. À, như bạn ở trên này có nghĩa là không chịu quá khứ. À, ở đây Có là bạn cứ à, bạn nghi chia quá khứ là hợp lý nha, tại vì cái này là Otebon dân hoa, nói về cái bộ phim mà đã xem ngày hôm qua. Tại vì ngữ pháp này mình chia thì được nha, mình chia thì được nha, là chia phía trước và phía sau đều được hết, thì nó sẽ đi đều. Quá khứ là sẽ quá khứ hai vế luôn nha. À, còn trường hợp các bạn không chia quá khứ thì vẫn có thể chấp nhận nha, nhưng mà thường là sẽ tính ra cái kiểu của văn nói á. Có nghĩa là cái câu này nó nằm ở cái thì quá khứ, nhưng các bạn chỉ cần chia ở cái đuôi thôi, còn phía trước ở cái vế một á là không cần chia để nguyên mẫu. Tuy nhiên nguyên câu này thì nó sẽ nằm ở cái nghĩa quá khứ hết nha, tại vì chỉ cần một thằng chia ở đuôi thôi, để cái này là thường của văn nói là ok, không sao hết. Thì câu này các bạn có thể chia hai kiểu được. Của Nghi để hai câu vẫn đúng nha Nghi, để hai dạng nó vẫn đúng không sao hết. Thì cái này các bạn đánh cái dấu sao luôn ý. Ừ. Cái này là sử dụng cho thì quá khứ, thì mình chia là cả hai vế đều chia quá khứ hết nha. Đó là trước Bullman và sau Bullman, tại vì nó là hai cái vế độc lập, và chia thì sẽ chia đồng đều cả hai. Đó, vậy thôi. Câu số 4 và câu số 5. Câu số 4 của chúng ta là James Hancock Bullman Adida The Kuntoso Kaleo. Câu này thì câu số 4 người ta làm thử cho mình rồi, và cái dạng này là chia với danh từ, cho nên nó chỉ cộng thẳng, kiểu là danh từ cộng thẳng mà mình không có chia gì nữa hết à. Rồi. Giỏi không những tiếng Hàn mà cả taekwondo nữa. Đây đây, câu số 5 của mình là mình đưa cái thằng này vào thôi. Đó là Chi Yong Si Bulma Nanida đúng nè. Tanaka Sito Mot Ôn 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 thì ôn gì? Ôn ta cô. Thiếu cái chữ ta rồi. Cái này là mình bê y chang từ trên đưa xuống luôn. Tại cái góc này là góc gián tiếp thì nó thiếu cái chữ ta ở đây nè. Ở trên nó có đó, nó để sẵn cho mình ấy. Gần như bê trên đê xuống cho mọi người. Ai sai sửa vô nha. Chỗ này là ngữ pháp gián tiếp, nó còn thiếu cái chữ ta phải đưa vô nè. Tiền vô chưa?
Rồi không thấy tiền rồi, có ai làm xong cái trang 18 rồi chưa? Mọi người quăng lên luôn đi mọi người ơi. Trang đó cũng tiền mà tiền nó nghỉ. Trang 18.